It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm never heated, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. No, I won't want anybody. Kính thưa quý vị, hiện nay thì Tùng đang cảm thấy rất là vui khi có mặt tại bữa tiệc ra mắt của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm 2016. Ngày hôm nay thì Tùng cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì gặp lại rất là nhiều những người bạn cũ, đó là những nhà thiết kế tài năng đến những quốc gia khác nhau. Rất là vinh dự tham gia cái buổi welcome party như thế này, là có sự góp mặt của rất nhiều cái người trong giới và thực sự là không khí ấm cúng, cái việc tiếp đãi thì cũng rất là trọng thị. Và bây giờ thì mình xin được phép mời tất cả quý vị chúng ta cùng gặp gỡ nhân vật quan trọng nhất đã cùng với quý vị sát cánh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Xin mời bà Trang Lê với tư cách là chủ tịch của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Chào tất cả các quý vị, ladies and gentlemen, I'm so happy this again we meet each other for the start. And every time, this is the most important day in Fashion Week because we can again together to start Fashion Week. And I would like to say thank you so much, everybody, all the international designers, whether it's designer or partner or sponsor. As I want to say big and special thanks to Miss Lan, is the internal resident, and welcome Miss Lan. Vietnam Fashion Week, I have to wear this even if I'm in Russia. Thank you everyone to come for tonight in Sonos and every year to sponsor because we love you and we love fashion and bon appetit everybody. Thank you. Chúng ta cùng chúc cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm 2016 sẽ thành công tốt đẹp. Và nói riêng về bữa tiệc ngày hôm nay thì Tùng cảm thấy rất là vui là bởi vì Internos là nhà hàng đã tổ chức 2 năm liền bữa tiệc ra mắt tuần lễ thời trang. Và đây là một không gian rất là phù hợp với tinh thần của tuần lễ thời trang bởi vì nó rất là sang trọng, rất là tinh tế và giàu cảm xúc. Tùng nghĩ rằng tất cả mọi thứ tại nơi đây đều rất là thời trang và một lần nữa cảm ơn Internos rất nhiều.